Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Hồ Duy Hải, Quốc hội bắt đầu điều tra, giám sát Nguyễn Hòa Bình Trong buổi làm việc, nhiều cử tri nêu ý kiến về một số vụ việc được dư luận quan tâm Trong đó có vụ đại án Hồ Duy Hải Cử tri Nguyễn Lâm Xanh, quận 5 cho rằng đối với vụ Hồ Duy Hải, việc Kiểm sát Tối cao kháng nghị đúng đắn Việc xét xử Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao là chưa thỏa đáng. Ông Xanh đề nghị quốc hội cần phải lên tiếng, bộ phận giám sát của quốc hội cần phải vào cuộc. Tương tự, cử tri Mai Thanh Hà, quận 5 cho rằng Hội đồng Thẩm phán đánh giá rằng có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án tạo tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Thay mặt, Tổ đại biểu trả lời cử tri ông Lê Minh Trí cho biết trong quá trình xem xét việc Nhận thấy có nhiều chứng cứ còn mâu thuẫn hoặc chưa được làm rõ, đây là căn cứ để cho viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị xem xét lại. Viện trưởng không nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội nhưng thấy vụ án còn nhiều sai sót, chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ thậm chí còn mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai giữa thực nghiệm điều tra, viện trưởng thấy cần thiết phải kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm thẩm phúc thẩm để điều tra lại và xem có tội hay không có tội một cách trân trọng khách quan đảm bảo vệ bảo vệ được tính mạng của con người khi chúng ta chưa có chứng cứ trực tiếp khẳng định việc có giết người hay không ông chí nêu ông chí cũng khẳng định kháng nghị không sai luật có căn cứ và đúng thẩm quyền Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã có báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý về vụ việc này. Việc cử tri thắc mắc tòa án hay viện kiểm sát đúng để cấp có thẩm quyền kết luận. Trong khi Quốc hội tiếp nhận kiến nghị mới về Hồ Duy Hải, thì một đại biểu Quốc hội cũng đề xuất Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào cuộc. Cùng lúc đó, trang kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải mới thành lập đã có 4.310 người ký tên tính đến trưa ngày 18 tháng 5 năm 2020. Cơ quan của Quốc hội đang xem xét Hồ Duy Hải và giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như vậy khi phóng viên đặt câu hỏi về vụ án này. Ở nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã thành lập giám sát liên quan đến vấn đề này do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm Phó trưởng đoàn. Sau đó, Ủy ban Tư pháp đã có kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải, ông Phúc cho hay. Ông nói, quá trình cũng cho thấy gia đình Hồ Duy Hải liên tục khiếu nại kêu oan. Dư luận trong nước cũng như quốc tế cũng rất quan tâm. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu với cử tri, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao khẳng định các nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là đúng thẩm quyền và không sai luật. Chắc chắn Viện trưởng kháng nghị không sai luật và đúng thẩm quyền, viện trưởng cũng có báo cáo và với các cấp có thẩm quyền để xem xét và đúng pháp luật. Đây là trách nhiệm thực thi pháp luật đến giờ phút này, viện trưởng tin là mình đang làm đúng trách nhiệm của mình. Ông Lê Minh Chí nói tại buổi tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với cử tri quận 5, 10, 11 khi có 7 trên 9 ý kiến đề cập đến quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sáng ngày 18 tháng 5 đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng cho rằng tòa án tối cao vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội vụ hồ duy hải ông cũng đưa ra đề nghị rằng tổng bí thư chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng vào cuộc này theo thẩm quyền mặc dù công nhận sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra nhưng hội đồng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án đương nhiên bản chất của vụ án là giết người chứ không phải là do xét đánh chết người nhưng bản chất của cấu trúc tội phạm có thể sẽ thay đổi chính xác hơn nếu hoạt động tư pháp tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật tố tụng. Thực tiến, đã có những vụ án rất điển hình phải trả giá do vi phạm tố tụng, ngụy tạo chứng cứ, thiếu trách nhiệm, dấp tầm kết tội đã làm cho điều đứng cả nền tư pháp và làm mất uy tín của đảng, nhà nước, ông Nhưỡng nói. Thứ tư, một số giải thích gần đây của hai phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ Bùi Ngọc Hòa với những vấn đề xung quanh vụ án và quá trình xét xử càng bộc lộ rõ quan điểm không chuẩn định về thẩm quyền của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, về vai trò của tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, về tính độc lập của thẩm phán, nhất là về cách thu thập đánh giá chứng cứ. Việc này càng làm tăng thêm sự hoài nghi, thiếu niềm tin đối với cơ quan xét xử cao nhất của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Có vẻ như không ai hiểu vụ án Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ông Nhưỡng nêu. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng cho hay qua một số thông tin cử tri thì đang có cuộc vận động chỉ đạo ngầm của một số cơ quan báo chí viết bài ủng hộ. Tòa án Nhân dân tối cao tìm cách hạn chế cấm đoán đưa tin từ những người không đồng tình với Tòa án Nhân dân tối cao, thậm chí dựng chuyện chụp mũ đại biểu Quốc hội bị phản động lợi dụng nhằm mục đích bịt đường dư luận đang đòi hỏi tòa án phải tôn trọng và hành động vì công lý, xét xử đúng pháp luật. Người dân nghi ngờ về tính đúng đắn vai trò của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao với tư cách người gác cửa cuối cùng của công lý và nền tư pháp cho rằng phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, tiền lệ rất xấu, hậu quả khôn lường cho hoạt động tư pháp, trong khi theo hiến pháp lại là lại đó là cơ quan xét xử cao nhất. Thực hiện quyền tư pháp, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Tòa Nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo Ban Nội chính, Ban Bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo chính tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam báo cáo chủ tịch nước về vụ án nêu trên. Đồng thời đề nghị chủ tịch quốc hội yêu cầu tránh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo riêng vụ hồ di hại tại kỳ họp thứ 9 quốc hội tổ chức thực hiện giám sát tối cao của quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với các vụ án do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án Hồ Duy hại gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội thời gian qua. Một bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất ở Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ngoài ra, nhóm ký kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác phiên giám đốc thẩm hơn một tuần trước. Họ cũng đề nghị với Quốc hội nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng Quốc hội tiến hành bãi nhiệm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và các thành viên hội đồng thẩm phán bầu tranh án và phê chuẩn các thẩm phán mới. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên đại học ở Hà Nội nói Năm 2014, trước tin Hồ Duy Hải sắp bị tử hình, tấm ảnh mẹ và em gái của Hải khóc ngất trước cửa tòa đã làm cho nhiều người xúc động sâu sắc. Sau đó, khi trò chuyện trên mạng, tôi và một số bạn bè đã rủ nhau làm một petition kêu gọi kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải. Lúc đó, việc nêu kiến nghị petition còn chưa phổ biến, người Việt Nam mới biết đến hình thức này sau khi có một vị đại sứ của Anh hướng dẫn. Một người bạn tôi cũng đã thảo một thư gửi đến tổ chức QT như EU ân xá quốc tế, sau đó chủ tịch nước nhiệm kỳ đó đã ký hoãn tử hình. Vì thế lần này sau phiên phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi lại gặp nhau và rủ thêm một số bạn bè nữa cùng tham gia. Chúng tôi hy vọng với cách lên tiếng ôn hòa này, các cấp có thẩm quyền có thể cứu xét lại trường hợp của Hồ Duy Hải. Từ Hungary, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, chủ bút trang nhịp cầu Thế giới cho BBC biết vì sao ông kiến nghị. Trong vụ án Hồ Duy Hải, dư luận phản đối là vì bản án được đưa ra không thuyết phục trên nền tảng những thủ tục tố tụng bị vi phạm ở mức trầm trọng từ giai đoạn điều tra tới xét xử ở các cấp quyền con người của bị cáo không được tôn trọng và cả cá nhân không đánh giá bị cáo có thể là thủ phạm trong thực tế hay không nhưng tôi muốn bị cáo có một phiên xử đúng pháp luật trước câu hỏi nếu dư luận tác động liên tục thì các thẩm phán quan tòa thì có tạo được áp lực và tính bất thiên vị của tư pháp hay không nhìn vào kinh nghiệm của các nước châu âu nhà báo hiện sống ở budapest cũng nói các thẩm phán việt nam cần được độc lập trong phán quyết của mình, nhưng họ cũng phải làm đúng luật và có ý kiến của công luận phần nào đó có thể là áp lực để cho họ lưu ý hơn đến điều đó. Và họ cũng cần phải quen với việc mọi quyết định của họ đều nằm dưới sự giám sát và phản biện của người dân và hãy tập trung làm đúng việc và thể hiện mình qua công việc chứ đừng hơn thua với dân. Trước câu hỏi những người ký mong muốn và hy vọng điều gì, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết, tất cả các nhóm chúng tôi không ai quen biết Hồ Duy Hải hay gia đình của Hồ Duy Hải. Chúng tôi ký chỉ vì thấy bản án chưa thuyết phục. Vụ xử này đã được rất nhiều cơ quan truyền thông cả trong và ngoài nước quan tâm. Các cá nhân và riêng cá nhân của tôi đã đọc các bài tường thuật phiên tòa và nhiều tờ báo không thấy tòa án đưa ra được bằng chứng nào mới. Nhưng tòa vẫn kết án và bác mọi luận cứ của luật sư mà không giải thích gì. Việc cử ra một tránh án chính là người đã bác đơn kháng nghị của luật sư của Hải trước đó thật không thuyết phục. Chúng tôi mong muốn bản án của Hải được xem xét Hải có được một phiên tòa thuyết phục hay hơn hay không, bà Hoàng Anh nói. Cho đến trưa ngày 18 tháng 5 giờ Việt Nam, trang kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải có 4.310 người ký tên. Ngoài số trí thức, công dân Việt Nam còn có một số không nhỏ người Việt hoặc gốc Việt sống ở nước ngoài từ Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Czech, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Ukraine, Nga đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Philippines, Singapore và một số nước khác. Tiến sĩ Đào Nguyên Thắng, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPA hiện sống tại Berlin, nêu cái nhìn của người kỹ ký kiến nghị từ Đức, quốc gia nổi tiếng về hệ thống pháp quyền của châu Âu. Theo tôi và tôi nghĩ nhiều người chia sẻ quan điểm này với tôi, hệ thống tư pháp và hệ thống của ngành tòa án Việt Nam không có một vị trí chủ đủ độc lập cần thiết bên cạnh việc thiếu một cơ chế giám sát đủ mạnh để đảm bảo các phán quyết của hệ thống tòa án là khách quan và khoa học. Ví dụ rất có thể một ông thẩm phán ở một tòa án cấp tỉnh thành triệu tập một ông bí thư tỉnh thành ủy đến tòa với tư cách đương sự của một vụ án nào đó nếu không có sự chỉ đạo từ cấp quản lý của ông bí thư tỉnh ủy. Và trong những vụ án như vậy, sự yếu, sự mạnh yếu của đương sự có thể không còn phụ thuộc vào các lý lẽ pháp lý mà còn phụ thuộc vào địa vị xã hội của họ. Những người kiến nghị nói họ không đặt vấn đề của Hồ Duy Hải phạm tội hay không mà muốn qua đây hệ thống tư pháp và bộ máy chính trị ở Việt Nam phải nhìn nhận nhu cầu cải cách. Tiến sĩ Dương Tú hiện làm tại bang Indiana, Hoa Kỳ, một người ký kiến nghị cho BBC biết ý kiến. Tôi không dám khẳng định Hồ Duy Hải vô tội hay có tội, nhưng anh ta có quyền được xét xử công bằng và xứng đáng được hưởng công lý. Công lý ở đây không phải là chuyện đòi hỏi Hồ Duy Hải nhất quyết được xử vô tội và cần hiểu là quá trình xét xử phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của bị cáo. Các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể thuyết phục được ai bằng cách tuyên tử hình một người khi những sai phạm tố tụng nghiêm trọng chưa được khắc phục và có thể dẫn đến một phán quyết oan sai không thể sửa chữa. Ông Dương Tú nêu ra một vấn đề và nhiều trí thức Việt Nam ở ngoài đang quan tâm. Vụ án này không chỉ liên quan đến mạng sống của một con người mà còn là bộ mặt danh dự của một nền tư pháp. Việt Nam hiện không còn là một nước quá lạc hậu và kém phát triển mà đã có một vị thế nhất định là đối tác của nhiều nước trên thế giới. Nếu không xây dựng và duy trì được một nền tư pháp trong nước lành mạnh tiến bộ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, sẽ rất khó khi Việt Nam phải đối mặt với những vụ kiện do tranh chấp chủ quyền hay kinh tế ở các quốc gia khác. Tôi không có quan hệ gì với cá nhân của Hồ Di Hải, tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như anh ta. Nhưng tôi tin rằng thứ gắn kết những người không có quan hệ máu mủ lại với nhau trong một đất nước, thứ làm nên sức mạnh và sự thịnh vượng của một quốc gia, không phải giới hạn lãnh thổ hay chủ nghĩa dân tộc mà là các giá trị văn minh phổ quát như công lý, pháp quyền, bình đẳng, dân chủ và tự do. Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, Việt Nam đang trong quá trình cải cách dù đã đạt được nhiều kết quả thuyết phục nhưng sai sót là không thể tránh khỏi. Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách ôn hòa có phần đẩy nhanh tiến trình cải cách này. Bà cho biết kiến nghị này được gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các cơ quan đại diện Liên hợp quốc, EU và đại sứ nhiều nước ở Việt Nam. Vì thư mới được gửi cuối tuần, cho nên tới nay chúng tôi chưa nhận được hồi âm nào. Chúng tôi thật lòng mong những người có trách nhiệm trong các cơ quan nhà nước và những cơ quan nước ngoài sẽ có câu trả lời tích cực cho giúp cho chúng tôi để thể hiện sự lắng nghe và cầu thị với những công dân muốn được thực hiện nghĩa vụ công dân của chính mình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.